chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. DMJ Gem, soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến đến cùng Việt Face Today trong ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 7 tháng 10, 2022. Thầy Lê Duy và anh Dũng vẫn xin cầu chúc quý khán giả một ngày an bình, nhiều sức khỏe. Xin kính chào thầy Lê. Xin kính chào Dũng, xin kính chào quý khán thính giả. Cuối tuần rồi, có kế hoạch gì cho cuối tuần không hay là vẫn phải làm việc? Vẫn phải làm việc, anh ơi, còn định hỏi sáng nay định hỏi sức khỏe của anh như thế nào, thấy hô hấp của anh nó vẫn... Sáng sớm là gì vậy, hết trời lạnh mà để máy lạnh hay là cái gì, tôi hay bị nói allergy đó lúc đầu. Bây giờ thì đỡ rồi. Chọc anh Dũng cái tội cứ hát xì trong lúc mà đang đọc tin. Trong khi người khác đọc đó, thành ra nhiều khi tôi phải clear cái nose của mình nữa. Mà nhiều khi phòng máy họ quên xuống cái volume đó, thành ra nhiều cái tiếng động phụ, tiếng động lạ. Nó vang vào trong máy đó, thành ra cũng có nhiều người nói sao anh Dũng xịt mũi mà không để ra xa cái microphone mà cứ để vô đó rồi cứ làm rẹt rẹt trong đó, nghe mất vệ sinh nữa. Xin lỗi quý vị rất là nhiều, đây là lỗi kỹ thuật. Chúng tôi cứ nghĩ rằng là trong phòng máy người ta đã off cái microphone rồi. Tại vì mỗi lần mà phải chạy đi ra ngoài để mà sổ mũi thì nó mất thì giờ nữa. Thành ra xin lỗi quý vị rất là nhiều đối với những cái chi tiết ngoài ý muốn như thế. Vâng, thưa quý vị, bắt đầu cho bản tin trong ngày hôm nay thứ Sáu. Trước hết liên quan đến việc một cựu Bộ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã cho biết rằng Hoa Kỳ hiện nay với tổng hợp tất cả các tin tức về kinh tế đó, thì ông cho thấy rằng Hoa Kỳ đang tiến dần đến một sự suy thoái. Đây là lời tuyên bố của cựu Bộ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, ông Larry Summers. Ông tin rằng với các cái chi tiết liên quan đến vấn đề kinh tế hiện nay thì Hoa Kỳ vừa đang đi vào những con đường suy thoái, căn cứ trên những cái chỉ số của chứng khoán và bonds của Hoa Kỳ. Và hiện nay thì những cái chỉ số này nó đang rơi vào một cái vùng mà ông gọi là một vùng nguy hiểm, bear territory. Ông cũng chỉ ra rằng, tuy nhiên ông nói đó, khi mà nền kinh tế nó đi vào suy thoái thì đây cũng là một cái hiện tượng tốt để chúng ta có thể kiểm soát một cách tốt đẹp hơn cái vấn đề lạm phát. Đó là theo ý kiến của ông Larry Summers. Ông nói rằng, tôi nghĩ là có nhiều khả năng không phải là một lúc nào đó trong năm hoặc là 18 tháng sắp tới, Hoa Kỳ sẽ có một cuộc suy thoái. Và tôi nghĩ chắc chắn điều đây là một hệ quả của một sự thái quá mà nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay đang trải qua. Đối với các kinh nghiệm trong lịch sử của tôi thì cho thấy rằng cái loại lạm phát mà chúng ta đang thấy hiện nay ít khi diễn ra, và nó khi nó trở lại thì nó hiện ra ở cái mức bình thường. Nó đạt cái khoảng mục tiêu là khoảng 2% cộng trừ, mà không có liên quan đến các cái vấn đề khác. Bây giờ tôi không nghĩ rằng điều này có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái gì đó giống như chúng ta đã gặp sau cái hồi đại dịch Covid-19, hoặc là một điều gì đó như chúng ta đã trải qua trong cuộc khủng hoảng tài chính trước đây trong lịch sử Hoa Kỳ. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta đang có một giai đoạn kích thích rất đáng kể. Và tôi nghĩ mặt khác, điều này là một cuộc suy thoái nên có và cần có để chúng ta có thể kiểm soát tốt hơn phần lạm phát hiện nay cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Đó là lời của ông Larry Summers. Thưa quý vị, trở lại với các tin tức liên quan đến các văn kiện hay là các hồ sơ mật ở tại tư gia của cựu tổng thống Donald Trump, thì các công tố viên liên bang vẫn không hoàn toàn tin tưởng rằng là ông Trump đã trao trả lại tất cả những văn kiện chính phủ mà hiện nay ông đã đem từ Tòa Bạch Ốc tới Florida. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nói với luật sư của ông Trump nhiều lần rằng là thân chủ của họ có cái trách nhiệm phải trả lại tất cả những hồ sơ mật này cho quốc gia. Tờ báo New York Times đã đưa ra một số các bản tin cho biết rằng là luật sư của ông Trump hay là đội ngũ luật sư của ông Trump bao gồm nhiều người, họ đang tranh cãi trong nội bộ là liệu rằng là có nên hợp tác tiếp tục với chính phủ hay là đẩy mạnh lại những cáo buộc này từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Cũng theo tờ báo New York Times,
những luật sư mang tính cách gọi là hiếu chiến hay là hiếu thắng hơn đó bên ông Trump đã thắng lợi trong việc thuyết phục ông Trump là cứ tiếp tục phải chống chọi lại với Bộ Tư pháp chứ không có giao ra những hồ sơ này. Cũng theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, họ đã kiếm được ít nhất là 300 văn kiện hồ sơ mật trong những gì mà họ đã tịch thu từ tư gia của ông Trump vào 2 tháng trước. Vâng, thưa quý vị, liên quan đến hậu quả cơn bão Ian đánh vào Florida vào hồi tuần trước đó, thì theo các tin tức mới nhất cho biết rằng ít nhất cho đến giờ phút này đã có khoảng 131 nhân mạng bị thiệt mạng ở trong cái cuộc bão sau khi nó đánh vào Florida. Vào ngày thứ Năm thì Ủy ban Giám định Y khoa của Florida đã báo cáo là có thêm 2 cái chết đã được ghi nhận, một ở quận Osceola và một nhân mạng khác là ở tại quận Sarasota, đã mang lên cái con số tổng kết là khoảng 126 dành cho Florida. Trong khi đó thì có thêm 5 nhân mạng đã ghi nhận ở tại North Carolina. Hiện nay thì người ta vẫn tiếp tục các cái việc mà tìm kiếm đến những cái nơi còn bị cách trở vì cái cơn bão. Có một số các khu vực như quý vị đang thấy đó, cầu đường hoàn toàn bị hư hỏng và người ta đã phải sử dụng trực thăng hoặc là thuyền bè để có thể mang viện trợ nước uống cũng như là lương thực đến cho những cái vùng bị cắt trở này. Mạng lưới điện thì hiện nay vẫn còn đang dần dần được phục hồi. Và quý vị thấy đó, một số các cái khu vực, rất nhiều các khu vực hiện nay vẫn còn chìm ở dưới mặt nước. Nước, vấn đề nước sạch đối với các khu vực này hiện nay rất là khó khăn. Thưa quý vị, về vấn đề giá cả xăng dầu đang tăng cao vì quyết định của OPEC cắt giảm vấn đề sản xuất dầu hỏa trên thế giới, Tổng thống Biden một lần nữa gọi cái quyết định này từ tổ chức OPEC là một quyết định khiến cho ông rất là thất vọng. Và theo một số các nguồn tin, người ta quan tâm rằng là đây có phải là cái dấu hiệu mà Saudi Arabia đang muốn tiến gần hơn lại với Nga hay không. Tổng thống Biden nói tiếp rằng là hiện nay OPEC vì vấn đề mà gọi là cắt giảm sản xuất dầu lượng, dầu hỏa đã khiến cho Tòa Bạch Ốc cảm nên trở nên ngạc nhiên khi mà Tổng thống Biden vào tháng trước đã công du đến khu vực Trung Đông, nghĩ rằng có thể trấn an được tình hình ở tại đây rồi. Nhưng không ngờ OPEC lại cắt giảm cái loại sản lượng dầu này nữa. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, cho biết là hiện nay ông nghi rằng là Saudi Arabia đang đứng về phía Nga vì quyết định này chỉ có lợi cho ông Putin mà thôi, không có câu hỏi gì để hay để nghi ngờ về vấn đề này cả. Vấn đề xăng dầu tiếp tục hay là giá xăng dầu tăng cao trở lại đang ảnh hưởng một cách tiêu cực đến các ứng cử viên bên đảng Dân Chủ khi mà kỳ bầu cử giữa kỳ chỉ còn khoảng trên dưới 30 ngày nữa là đã diễn ra rồi. Vâng, thưa quý vị, vẫn liên quan đến bản tin vừa nêu thì trong ngày hôm qua đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken trong một cái cuộc họp báo chung với người đồng cấp cùng với Tổng thống của Peru thì ông cũng lên tiếng và nói rằng Hoa Kỳ hiện nay đang xem xét một số các lựa chọn khác nhau liên quan đến mối quan hệ với Ả Rập Saudi sau khi nước này cùng với các quốc gia trong khối OPEC Plus đồng ý một sự cắt giảm lớn về sản xuất lượng dầu. Ông nói rằng đối với mối quan hệ trong tương lai, chúng tôi đang xem xét một số các phương án để hồi đáp. Chúng tôi đang tham vấn một cách chặt chẽ với Quốc hội Hoa Kỳ, ông cho biết trong cuộc họp báo. Ngoại trưởng Blinken không nói rõ là Washington đang xem xét những bước đi như thế nào. Trong khi đó thì chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cân nhắc một số các cái phản ứng sau khi mà các nhà sản xuất dầu hỏa lớn trong khối OPEC Plus, kể cả Nga, đồng ý cắt giảm sản lượng vào ngày thứ Tư. Các đảng viên Dân Chủ trong Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày thứ Năm đã lên tiếng kêu gọi là một số các cái biện pháp cắt giảm việc viện trợ bán quân sự cho Ả Rập Saudi. Một số các nhà lập pháp đặt câu hỏi về mối quan hệ an ninh giữa Washington và Riyadh và tức giận bởi cái chết của thường dân trong các cái hoạt động quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu ở tại Yemen, cũng như là cáo buộc nước này là một nước vi phạm về nhân quyền. Trong khi đó thì chính quyền Tổng thống Joe Biden lo ngại là các sản lượng dầu giảm có thể đẩy giá xăng lên ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Hoa Kỳ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới đây.
Hiện nay thì Tổng thống vẫn chưa có công bố một số các cái biện pháp nào để có thể thực hiện nhằm đối phó với việc cắt giảm này. Ông nói trong một cuộc họp báo là Washington sẽ không làm bất cứ điều gì xâm phạm đến quyền lợi và lợi ích của cái khối đó. Tuy nhiên, họ sẽ tìm ra một số các cái biện pháp mạnh mẽ nhất như có thể để có thể vực dậy cái tình trạng hiện nay để mà có thể giảm bớt cái đà tăng giá xăng trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, kể đến một lần nữa liên quan đến vấn đề di dân bất hợp pháp. Các giới chức liên bang cho biết là hiện nay họ đang điều tra một cái đường dây buôn lậu người liên quan đến cả chục di dân ở tại tiểu bang Texas. Cảnh sát trưởng của quận hạt Hidalgo County cho biết rằng là văn phòng của ông đã nhận được một cú điện thoại từ một cư dân quan tâm rằng là tại sao là có một chiếc xe tải lớn đậu ở gần khu vực này mà chỉ cách biên giới Mexico với Mỹ khoảng 8 cây số mà thôi. Các lực lượng biên phòng và cũng như là các cảnh sát của quận hạt đã đến cái xe tải này và sau đó tìm ra 84 thành phần di dân tị nạn ở phía bên trong của xe tải. Tất cả những di dân này hầu hết là đến từ khu vực Trung Mỹ và các giới chức công lực cho biết rằng là khi mà được hỏi đó thì những thành phần tị nạn này đều yêu cầu hay là không nhất thiết là họ yêu cầu giúp đỡ nhưng không có yêu cầu những sự giúp đỡ liên quan đến vấn đề y tế. Thì hiện nay các nhân viên của Bộ Nội an Hoa Kỳ đang điều tra là ai là cái người mà đã đậu cái xe tải này ở đây, mà một chiếc xe tải chứa khoảng 84 người ở bên trong cái thùng container. Bản tin sau đây có lẽ là một bản tin nóng nhất trong bản tin ngày hôm nay, thưa quý vị. Liên quan đến việc là một số các đặc vụ liên bang tin rằng hiện nay họ đã nắm đủ một số các bằng chứng để có thể buộc tội ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, về các tội liên quan đến vấn đề thuế, vấn đề nói dối về việc sử dụng ma túy khi ông ấy đã mua khẩu súng ngắn năm 2018. Các tin tức này do hai tờ báo Washington Post và CBS News đã đưa vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, tờ báo nói, luật sư Hoa Kỳ ở tại Delaware, người hiện nay đang giám sát cuộc điều tra về con trai của Tổng thống, vẫn chưa quyết định là liệu họ có nên nộp các cáo buộc hình sự trong vụ án này hay không. Washington Post đã nói như vậy. Công tố viên liên bang ở đó là ông David Weiss, ban đầu được đề cử và phục vụ trong chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump, đã tiếp tục phục vụ dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden một phần vì các phản ứng chính trị mà việc loại bỏ ông ấy có thể đã gây ra. Do ông đích thân giám sát cuộc điều tra đối với ông Hunter Biden. Phát ngôn viên văn phòng của ông Weiss đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của tờ báo này. Vào hồi tháng 9 thì đã có hơn 30 thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã yêu cầu Tổng trưởng lý của Tổng thống Joe Biden, Merrick Garland, cung cấp cho ông Weiss một số các biện pháp bảo vệ và các cố vấn đặc biệt từ phía chính quyền nhằm bảo vệ tính độc lập cho cuộc điều tra của ông Weiss. CBS News thì đưa tin rằng lực lượng luật sư của Tổng thống Joe Biden tin rằng những nguồn đã nói chuyện với Washington Post được thúc đẩy bởi một sự thất vọng trong nội bộ FBI về thời gian mà các công tố viên đang cân nhắc liên quan đến vụ này. Và FBI hiện nay đang cố gắng để gây áp lực cho các hành động của những công tố viên có liên quan. Đây là từ nguyên văn của tờ Washington Post. Trong khi đó, thì luật sư của ông Hunter Biden là Chris Clark đã buộc tội một số các đặc vụ liên bang đã làm rò rỉ các thông tin bất hợp pháp, đồng thời lên tiếng yêu cầu Bộ Tư pháp cần điều tra và truy tố cái vụ rò rỉ tin tức này. Ông Clark đã viết cho tờ Washington Post, việc mà một đặc vụ liên bang tiết lộ thông tin về một cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn như cuộc điều tra này là một trọng tội liên bang. Và bất kỳ các tác nhân nào mà họ trích dẫn như là một nguồn trong bài viết của họ thì dường như cũng sẽ phạm trọng tội đó. Như vậy là hiện nay cái tình hình liên quan đến cái cuộc điều tra ông Hunter Biden có vẻ như cũng đã sắp có một cái hồi kết và mọi người sẽ biết một cách rõ ràng hơn liên quan đến các chi tiết này. Từ trước tới nay thì cuộc điều tra này vẫn tiếp tục diễn ra, tuy nhiên chúng ta cũng cần nhớ là Bộ Tư pháp đó là không muốn việc này đưa ra công khai trước khi có một cái kết luận dứt khoát. Do đó họ đã từng làm việc âm thầm từ trước tới nay. Và chúng ta biết rằng Bộ Tư pháp vẫn làm đúng cái chức năng của mình. Thưa quý vị, trong ngày thứ năm hôm qua,
Tổng thống Joe Biden đã đưa ra một nhận xét cảnh cáo rằng là những lời đe dọa về vấn đề sử dụng vũ khí nguyên tử của Tổng thống Nga Vladimir Putin là có thật và chúng ta nên lên án những lời tuyên bố thiếu trách nhiệm đó. Cái việc này nó được xảy ra hay là nó được đưa ra khi mà Nga hiện nay đang gặp rất nhiều thất bại trong các mặt trận ở phía Tây của quốc gia này hay là phía Đông của Ukraine. Ông Biden nói rằng là chưa bao giờ mà Hoa Kỳ và Anh phải đối diện với một cái nguy cơ nguyên tử tiềm tàng như là hiện nay, tính đến thời kỳ mà của cuộc khủng hoảng tại Cuba vào năm 1962. Ông Biden nói là dù rằng là hiện nay chúng ta vẫn chưa thấy được những cái động thái cụ thể về vấn đề vũ khí nguyên tử được điều động ở tại Nga, nhưng những lời nói của ông Putin cho chúng ta biết là mình phải nên cẩn giác và làm mọi thứ có thể để mà bảo vệ các nền dân chủ ở tại phương Tây. Liên quan đến cái chết của một gia đình 4 người ở tại thành phố Murmansk mà chúng tôi đã đưa tin cùng quý vị trong ngày hôm qua đó, thì nghi phạm trong vụ bắt cóc và giết hại 4 thành viên trong gia đình này, bao gồm cả đứa con nhỏ mới có 8 tháng tuổi, đã bị bắt vào cuối ngày thứ Năm, theo lời của phát ngôn viên cảnh sát của Alexander Britton ở quận Murmansk đã tuyên bố với đài CNN vào tối ngày hôm qua. Nghi phạm tên là Jesus Manuel Salgado bị bắt với 4 tội danh giết người và 4 tội danh bắt cóc. Salgado, năm nay 48 tuổi, đã bị cáo buộc bắt cóc và giết chết Aruhi Deri, 8 tháng tuổi. Cha mẹ của em tên là Jaslyn Kaur và ông chồng là Jasdeep Singh. Đồng thời, người chú của cô bé tên là Amandeep Singh, tức là 4 người mà chúng ta thấy trên cái video an ninh đã quay lại cái cảnh từ cái lúc mà nghi phạm này tiến vào trong nhà và sau đó dẫn dắt 4 người ra lần lượt. Và trong cái đoạn video thì chúng tôi nghĩ rằng có 2 người, nhưng mà theo cái bản tin mới đó thì cái nghi phạm này đã tiến vào nhà này và đưa 2 người ra trước, tức là người bố và người chú, rồi sau đó trở lại mới ra đưa người mẹ và đứa bé 8 tháng tuổi ra. Và sau đó thì buổi tối, chiều tối ngày thứ Hai thì người ta đã khám phá 4 thi thể của những người này. Đây là một cái bản án mà có lẽ là nó gây sự rúng động cho thành phố Murmansk trong những ngày vừa qua và kể cả trên toàn quốc, là vì cái mức độ tàn ác của nó. Nghi phạm Salgado trước đây thì đã có tiền án tiền sự, đã từng làm việc và đã bị ở tù vì những cái tội danh liên quan đến ăn cắp và gian lận. Sau đó thì hiện nay đó, người ta đang tiếp tục điều tra nguyên nhân chính nào đã dẫn đến cái việc thảm sát một gia đình gồm 4 người như đã kể ở trên. Thưa quý vị, chính phủ liên bang đang có những kế hoạch để mà giảm tội cho những tội có liên quan đến vấn đề cần sa. Tuy nhiên, nếu mà hoàn toàn muốn loại bỏ cái việc là chính phủ liên bang truy tố những người khác vì sử dụng hay là hút cần sa đó, thì quốc hội phải thông qua luật này. Còn những chuyện mà Tổng thống Biden có thể làm được là như những chuyện mà ông đã tuyên bố làm tuần này, đó là Tổng thống Biden dự trù sẽ đưa ra một loạt các ân xá cho những người nào mà trước đây đã từng bị phạm tội liên bang vì vấn đề gọi là buôn bán cần sa hay là hút cần sa với một số lượng nhỏ. Tổng thống Biden cũng khuyến khích là các thống đốc ở tại địa phương cũng nên ân xá cho những người mà gọi là hút cần sa, vì ông cho rằng là đây là những cái tội vặt không đáng để mà bỏ tù một người vì người ta chỉ có hút cần sa hay là tàn trữ một lượng cần sa nhỏ. Đó là một trong những cái lời hứa mà ông Biden đã từng đưa ra khi ông còn là ứng cử viên tranh cử chức vụ tổng thống bên đảng Dân Chủ, là sẽ là decriminalize, giống như là cái tiếng Việt nếu mà tạm dịch bây giờ thì tôi cũng không nghĩ ra, nhưng nói chung rằng là ông muốn vô hiệu hóa hết những luật lệ hình sự liên quan đến vấn đề cần sa ở tại cái bộ luật hình sự của liên bang, xóa bỏ các cái tội danh liên quan đến cần sa. Vâng, thưa quý vị, theo cái bản tin kế tiếp liên quan đến tình hình kinh tế tại Hoa Kỳ, trong bản tin thì nói rằng Hoa Kỳ hiện nay nền kinh tế của nó đang trải qua một cái cơn sốt về nhiều mặt khác nhau, và hiện nay thì cơn sốt vẫn còn chưa chấm dứt.
Tuy nhiên, nền kinh tế Hoa Kỳ đã ghi nhận được một cái dấu hiệu là đã ghi nhận 263.000 việc làm đã được tạo ra vào hồi tháng 9 vừa qua và đã bổ sung vào thị trường việc làm tại Hoa Kỳ. Chính phủ liên bang đã báo cáo là nền kinh tế đã đưa thêm vào 263.000 việc làm vào hồi tháng 9. Và điều này nó có một cái số gia tăng nhẹ so với cái mức là 250.000 việc làm đã ghi nhận vào hồi tháng 8. Đã được dự báo cho cái sự phát triển vào tháng 9, tức là 250.000 việc làm, nhưng mà thực tế nó đã được là 263.000 việc làm. Tuy nhiên, những cái con số mà đưa ra như vậy đó, vào cái tháng thứ 2 thì nó cũng thấy rõ ràng rằng cái con số việc làm tạo ra bước sang tháng thứ 2 liên tiếp đã có một sự suy giảm đáng kể so với những cái con số mà nền kinh tế Hoa Kỳ đã tạo ra trước đây so với cái thị trường việc làm tại Hoa Kỳ. Tuy là đã có tăng nhẹ so với tháng trưa, so với dự báo, nhưng nó cũng vẫn là một cái sự chưa có đạt đúng theo cái sự phát triển của nền kinh tế theo đúng yêu cầu vào thời gian này mỗi năm. Vì chúng ta cũng biết rằng đây là cái thời gian mà các cái cơ sở họ cần tuyển thêm nhân viên để chuẩn bị cho cái những cái ngày lễ vào cuối năm với những cái đợt bán hàng lớn, thì đáng lẽ giờ phút này thì cái số cái việc làm nó phải tăng lên hơn nhiều con số 263.000. Thưa quý vị, trong tuần này thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã có một cuộc điện đàm với người đồng cấp của ông, đó là Vladimir Putin ở tại Nga, khi mà hai nhân vật này đã nói hay là bàn về một số chuyện làm sao mà có thể gia tăng cái quan hệ song phương giữa Thổ Nhĩ Kỳ và nước Nga, cũng như là cái chuyện mà Ankara muốn thực hiện làm sao mà có thể giúp được cho Nga giải quyết vấn đề Ukraine một cách ôn hòa hơn. Theo những thông tin mà mình được đưa ra từ phủ tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ trong sáng sớm ngày hôm nay theo giờ địa phương, cái cuộc gọi này, thưa quý vị, chắc quý vị cũng biết rằng là Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những thành viên của NATO. Tuy nhiên, quốc gia này cũng có một quan hệ rất là gần gũi với Ukraine và Nga, và đã cố gắng làm sao mà đi một cái nước đi tương đối là quân bình giữa hai nước, và đã từ chối không có thi hành một số các lệnh trừng phạt kinh tế mà Liên hiệp Âu Châu cũng như phương Tây đã áp đặt vào mặt tiêu khoa. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đứng lên để mà công khai chỉ trích cái cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Trong cái thời gian qua, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia duy nhất mà có thể giúp bên Nga và phương Tây có những cái cuộc đàm phán. Ví dụ như gần đây nhất là cái việc mà Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra để mà điều đình việc làm sao mà chuyển nhiều tấn ngũ cốc lúc đó đang bị kẹt tại Ukraine để mà qua khu vực khắc hải do Nga kiểm soát để mà đi đến những châu lục và đang thiếu thốn lương thực. Và bây giờ kính mời quý vị cùng bước vào với chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Thưa quý vị, quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC hay là OPEC Plus đã làm cho chính phủ Hoa Kỳ hiện nay đang rất lúng túng, thưa quý vị. Và nhiều người thì nhận định đây là một cơn ác mộng đối với đảng Dân Chủ khi chỉ còn vài tuần lễ nữa thôi là đến ngày bầu cử giữa kỳ. Có vẻ đây là một cú đánh mà người ta gọi nó là một cái sự bất ngờ vào tháng 10 đối với các ứng cử viên của đảng Dân Chủ khi tiến vào cuộc bầu cử. Đứng trước sự cắt giảm của tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất trên thế giới như vừa kể, thì hiện nay dĩ nhiên là Hoa Kỳ sẽ có một số các phản ứng. Và như chúng ta đã theo dõi trong bản tin, Ngoại trưởng Antony Blinken, Tổng thống Joe Biden cũng nói rằng hiện nay đang xem xét một số các cái hướng đi tiếp theo để có thể giải quyết tình trạng này, nhằm thứ nhất, cái điều quan trọng mà chính quyền quan tâm là làm sao giữ vững giá dầu hoặc là có thể đưa nó xuống thấp. Vì nếu như tình trạng giá dầu vẫn tiếp tục như vậy và tăng cao ở tại thị trường Hoa Kỳ nói riêng, thì những ngày lễ lớn vào cuối năm sắp tới, đừng nghĩ đến cái vấn đề chính trị, nó sẽ tạo cho người dân Hoa Kỳ những cái cảnh khó khăn rất nhiều. Hiện nay thì đang đưa ra một số các cái bước đi, tuy nhiên những bước đi này như thế nào chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng liệu nó có thể xoay chuyển được tình hình có thể tạm gọi là gây cấn hiện nay đối với cái giá cả xăng dầu của riêng Hoa Kỳ và trên toàn thế giới hay không? Vì chính phủ Hoa Kỳ cũng nói rằng cái việc này nó sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của một số các quốc gia chậm phát triển, một số các quốc gia hiện nay đầm nợ dưới mức nghèo khó đó, thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng một cách mạnh mẽ hơn. Nếu như loại bỏ vấn đề chính trị tại Hoa Kỳ thì chắc chắn điều này sẽ gây cho nền kinh tế trên toàn thế giới gặp nhiều rắc rối.
những biện pháp mà Hoa Kỳ đang nhắm bước đến, liệu nó có thể giải tỏa được cái tình hình hiện nay hay không? Mời quý vị cùng theo dõi với phân tích với Tyler Diệp sau đây. Thưa quý vị, trong tuần này đó, tôi không biết rằng là Hoa Kỳ có những cái biện pháp cụ thể gì để mà có thể giảm cái giá xăng dầu trên thị trường quốc tế hay không. Tại vì nhiều lần trên chương trình này tôi đã nói với quý khán giả rằng là giá của dầu thô được buôn bán hay là được trao đổi ở trên một cái thị trường quốc tế, chứ không phải rằng là buôn bán theo giá dầu ở tại từng địa phương hay là kể cả từng quốc gia nữa. Thì với cái việc mà Saudi Arabia cắt giảm 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong cái tỷ lệ sản xuất của quốc gia này đó, thì nó ảnh hưởng đến gọi là toàn thế giới, và nó đi song song với cái việc rằng là trong 2-3 tuần trước chúng ta đã có nghe những thông tin rằng là những cái đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Âu Châu cũng đã bị rò rỉ, khiến cho hai cái hệ thống đó nó cũng bị tạm ngưng lại trong lúc mà chúng ta đang bước vào mùa đông. Thì cái thế của Tổng thống Biden hiện nay đó, không biết là anh Dũng anh có nghĩ khác không nha, còn tôi nghĩ rằng là hiện nay là có thể tuần này hay tuần tới là ông hơi bị bí. Thứ nhất, nếu Saudi Arabia mà không có mà tiếp tục cắt giảm cái lượng dầu thô này đó, thì kiếm đâu ra một đất nước nữa có thể gọi là bù đắp vô cái lượng dầu thô nhiều đến như vậy. Tại vì Hoa Kỳ là hiện nay đó, dù là Tổng thống Biden có muốn khuyến khích các công ty xăng dầu tại Mỹ gia tăng cái sản xuất, thì nó cũng không nhanh đến như vậy. Nhất là khi mà chúng ta chỉ còn có 30 ngày nữa tới ngày bầu cử rồi. Đâu phải muốn gia tăng cái vấn đề sản xuất dầu thô là có thể làm được. Đâu phải là chúng ta đi mở cái nước robinet để mà uống nước đâu. Cái đó là một chuyện. Chuyện thứ hai rằng là về giả dụ là ông có thể mà gọi là công khai hay là kêu gọi người ta làm được cái chuyện đó thì Tổng thống Biden cũng bị kẹt ở đây rằng là tại sao mà có thể một mặt nói rằng là chúng ta nên bảo vệ môi trường, không nên sử dụng nhiên liệu hóa thạch nữa, mà lại kêu gọi các công ty dầu thô như là Chevron, BP hay là ExxonMobil gia tăng cái lượng dầu thô đó, thì ông lại bị kẹt về vấn đề chính trị. Có nghĩa là kẹt ở đây là kẹt về vấn đề chính trị trong nước tới hai mặt lần. Một là nếu mà giá xăng quá cao thì kẹt về vấn đề chính trị với là các cử tri bình thường. Còn nếu mà bây giờ mạnh miệng mà kêu gọi các công ty sản xuất dầu ở trong nước mà gia tăng cái vấn đề mà sản xuất hay là sản lượng đó, thì bị kẹt với là cái khối cấp tiến ở trong đảng Dân Chủ. Venezuela thì cũng đã tới rồi. Quý vị nhớ rằng là vào tuần trước chúng ta có nghe rằng là bên Venezuela và Mỹ có trao đổi con tin. Bên Venezuela thì nhận lại được một cái người nào đó như là bà con của vợ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Thì bên Venezuela là coi như là giải quyết rồi. Có thêm thì cũng không thêm được nữa. Nếu mà Saudi Arabia cắt giảm 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày đó, thì không biết Tổng thống Biden trong thời gian 30 ngày tới kiếm đâu để mà bù vô cái con số đó, để mà điều chỉnh lại cái giá xăng dầu mà hiện nay những tài xế Mỹ đang phải hứng chịu ở tại những cái trạm xăng xưa. Chắc chắn là vấn đề này nó cũng còn sẽ nhiều rắc rối trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên dư luận hiện nay cũng đặt ra một câu hỏi là liệu có phải là đây là những dấu hiệu mà Ả Rập Saudi đang muốn tiến gần đến với Nga hay không? Cũng có thể là đây là một cách mà Ả Rập Saudi tiến gần với Nga. Hay là cũng là nếu mà nhìn về vấn đề mà kinh tế đó, thì đây cũng là một cách mà để cho Ả Rập Saudi giữ cái giá dầu nó cao hơn. Quý vị thấy rằng là khi mà bán dầu thô, nó cũng tương tự như là bán xe hơi vậy đó. Hàng càng hiếm thì giá càng mắc, mà không cần phải sản xuất nhiều, không cần phải làm nhiều. Tại sao mà Ả Rập Saudi trong thời gian này phải giúp cho Hoa Kỳ làm cái gì, trong khi nào là Ả Rập Saudi biết mình càng giảm cái lượng sản xuất thì những hàng của mình bán ra trên thị trường nó sẽ có giá hơn. Thì thưa anh, người ta sẽ đổ lỗi cho Ả Rập Saudi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Ả Rập Saudi ngoài cái việc rằng không có muốn lệ thuộc nhiều quá vào Mỹ, một thị trường hiện nay mà cũng không có mua nhiều dầu từ Trung Đông, thì thà rằng là họ đi cái nước này thì họ đi được cả nước đôi, là vừa có lợi về vấn đề kinh tế và không phụ thuộc hoàn toàn về Mỹ.
cái vấn đề này nó rất là phức tạp, chứ không phải liên quan đến cái vấn đề là ban giao giữa nước này hay nước kia. Chúng ta vẫn nhớ rằng Ả Rập Saudi hiện nay là một cái thị trường mà Hoa Kỳ gửi vũ khí, bán vũ khí cho nước này rất là lớn. Và đây họ là một cái đối tác quan trọng trong cộng đồng tình báo và quân sự Hoa Kỳ ở tại Trung Đông. Do đó là cái vấn đề này nó là một cái vấn đề chắc chắn sẽ rất phức tạp. Chúng ta cũng tiếp tục để theo dõi những cái diễn biến trong những ngày sắp tới, xem những bước đi cụ thể của Hoa Kỳ như thế nào nhằm phản ứng lại đối với các quyết định cắt giảm sản lượng dầu của khối APEC Plus trong những ngày sắp tới, và ảnh hưởng của các quyết định đó đối với nền kinh tế của Hoa Kỳ nói riêng trong những ngày tháng sắp tới trước cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ như thế nào. Chắc chắn là những đề tài mà chúng ta sẽ cùng theo dõi. Cảm ơn phần phân tích với Thái Lê Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình VietFix Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ. 714-766-3345. DMJ Jam soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona. Kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Khám phá lại sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino, nơi bạn có thể trở thành hiện tượng. Sự lôi cuốn tỏa sáng của bạn với nụ cười chiến thắng không ngừng, nơi đây bạn luôn là một ngôi sao với mọi sự hào hứng và thư giãn bạn kỳ vọng. Hãy vui chơi trở lại và tận hưởng sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino. Gia Hưng, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ, tự hào phát triển thương hiệu Tamon Japan tại Hoa Kỳ. Tamon KA777 Mixing Amplifier mới nhất 2023, tổng công suất 4000W, chống hú cao cấp, âm thanh ngọt ngào, đa dạng kết nối RCA Optical, Bluetooth, HDMI, ARC, USB Recording, ưu đãi cực sốc Boemly KA777 chỉ 1399 đồng 99 cent, tặng ngay microphone giá trị 550 đồng dành cho khách hàng của VietFace TV. Nhanh tay liên lạc Gia Hưng, điện thoại 407-704-6970. Người đẹp ơi rảnh chưa, giờ mua sắm với tôi được không? Không đi chơi được đâu, đang nhức đầu giấy tờ bảo lãnh. Trời ơi, tự làm giấy tờ bảo lãnh luôn hả? Có được không đó? Không được á, thì làm sẽ được thôi. Ai mà nghĩ cũng giống như bạn á, khách người ta tự nhà ta làm nail hết rồi, mở tiệm nail làm gì? Chưa kể giấy tờ làm sai, bị trục trặc á, người thân phải đợi vài năm nữa thế mới được qua đó. Tụi em, mình làm nghề gì đó cũng phải tôn trọng nghề nghiệp của nhau. Nè, thí dụ như tụi em làm nail, đến tiệm nail còn mà điền giấy tờ bảo lãnh, qua văn phòng thẻ xanh. Vậy hả? Vậy để ngày mai em qua văn phòng thẻ xanh em làm. Còn bây giờ em đi chơi với tụi em. Ê, trời, em kêu anh ra đây coi tiệm cho em làm giấy tờ, sao giờ không điền nữa, đi đầu đi chơi là sao? Anthony Phạm, giám đốc công ty thẻ xanh xin cảm ơn quý vị ở gần và ở xa đã giới thiệu rất nhiều người khách cho công ty thẻ xanh để làm hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, vân vân. Thưa quý vị, quảng cáo hay không bằng lời giới thiệu của quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Kim cương tượng trưng cho sự giàu có và khả năng, đặc biệt thể hiện niềm tin về mọi mặt. Vì thế, DMJ Gems nghiêm túc mang đến công nghệ mới Moissanite 3D của Arizona. Vì Moissanite 3D của Arizona mới đủ độ cứng 100% như kim cương, được cắt bằng tay như cắt kim cương thật. Vì muốn tạo sự chiếu sáng mà được đeo vĩnh cửu như kim cương thật, chỉ có Moissanite 3D của Arizona mới có thể cắt được trên 157 giác cắt để tạo hình dạng như là kim cương thật. Đặc biệt, màu của xoàn Moissanite 3D của Arizona đẹp như kim cương thật 100%, và cũng có mã số cạnh và giấy chứng nhận như kim cương thật. Chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu nhận hàng không giống như đã nói, bảo đảm ship hàng từ 3 đến 7 ngày trong nước hoặc ngoài nước Mỹ. Free shipping, free refund. DMJ Gems đang sell viên 2 carat. IF nước đi giá 600 Mỹ Kim, FL nước đi giá 800 Mỹ Kim. Xin gọi 480-765-7824, 480-765-7824. Nếu không gọi được, xin để lại tin nhắn. YouTube DMJ Gems. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ VietFace TV.